Luôn. Rồi, chào mừng anh em đã đến với clip tiếp theo nhé. Thì bắt đầu từ clip này tới đi thì chúng ta bắt đầu sẽ vào mấy cái nhiệm vụ cho lành với lại cái nhiệm vụ thử khách nha anh em. Nhiệm vụ Uber của Median nha. Thì đầu tiên anh em, đầu tiên mình sẽ làm bên đây là cái quét nha anh em. Cái hồ bên dungeon nha anh em, cái nhiệm vụ dungeon. Còn cái rip thì cái khu vực, thì khu vực đó đi vào như nào thì từ từ tôi làm nhiệm vụ nào thì chỉ anh em cái khu vực đó ha. Thì cái dungeon này thì đây đây mình làm cái nhiệm vụ đầu tiên là cái very easy, rất dễ nha anh em. Honored Uber Tristram bến thằng Butcher để lấy cái Butcher thuốc cái răng của nó. Dịch cơ nó nói gì? Đu dần là ngục tối ha, là những vùng giống như nhiệm vụ phần bao gồm việc đánh trùm và nhận phần thưởng bùa hộ mệnh độc đáo. Một số trùm cũng có thể rơi mảnh cúp nhưng rất hiếm. Ok, thì kinh dị với Tristram ha. Yêu cầu level là 105 mới vô được nha anh em, rất dễ nha. Nhưng mà đây là nhiệm vụ rất dễ nha, 20 giây nó sẽ khóa lại hang ổ Butcher ở Tristram nha. Thì vô độ khó heo nha anh em, mới làm mấy cái này là độ khó heo hết nha. Còn có gì nước lần thứ ba để nó đọc cho nó nói gì. Một sinh vật bình to kỳ dị, Butcher là một sinh vật tàn bạo, thích thú với việc tra tấn đau đớn của người khác. Nó săn lùng thịt tươi không ngừng nghỉ, mặc dù những câu chuyện kể về Darkening ở Tristram mô tả Butcher bị đánh bại sâu trong mê cung, nhưng việc tiêu diệt khủng khiếp thành phố trong thời gian gần đây sau sự trỗi dậy của Dark Wanderer dường như đã khơi dậy linh hồn độc ác này trở lại với cái ác một lần nữa. Chiến lược Butcher là một chiến binh cận chiến mạnh mẽ, lưỡi dao phai của hắn có sức công phá mạnh và giống như trong nhà thờ Tristram, hắn sẽ săn đuổi bạn, tấn công bạn. Hắn có cơ hội kích động Blood Lust Lust khiến Sacrifice sai phá ra sóng xung kích gây sát thương lớn, và hơn thế nữa hắn cũng rất trâu bò, còn hưởng răng đầu tể. 105 là vô được cho anh em mà quánh rớt nó. Ví dụ, và nếu mà mình lên cấp 120 thì có thể biến đổi trong khối lập phương để ra cái gì nữa mình cũng không biết luôn. Đây cho 3 dòng nha, 10 cho tất cả các thuộc tính, 20 tìm kiếm phép thuật và 1 băng kích ánh sáng. Rồi, mình làm cái này thử xem. Qua độ khó heo nha anh em. Cấp về nước là thứ 3. Rồi bây giờ mình ra Sony Field nè, bấm tab, bấm R lên. Ok, boot cái. Mình đang cấp 115 ha, là có thể đánh được rồi nè. Cấp Sapphire. Quốc thập luôn nè, ở đây vẫn rớt cái chân nha nè. Cái chân thì quá nhiều rồi nhưng mà lụm luôn để mốt đi câu level. Rồi bấm tá lên rồi. Buchele nằm đâu nè, đây đây ha, trong cái hang này nè, nó để là Buchele Dungeon West này không, Hornet Uber Chicham là 105 nha em. Nếu mà dưới 105 không vào được, rất dễ nha. Rồi cấp mình 115 rồi vô được rồi nè, dư rồi.
Vô đây giết con này. Rồi. Đây. Đó, Butcher đây. Nó quýnh mình nó phản đòn nó chết luôn rồi. Hai mươi giây là nó khóa lại nha anh em. Đi ra. Còn không, không, không. Vô. Rồi, hết 20 giây là không có ra được nữa nè. Không vô được nữa không? Hết 20 giây là không có vô được nữa nè. Nó lock rồi không? Join another game and again nữa không? Lock rồi đó. 20 giây là không vô ra gì được nữa hết. Wow. Cái áo cấp 4 mà cộng 5.000 mấy luôn kìa. Cộng quá chị. Ê. Áo này quá ngon luôn nè, cầm quá trời luôn, cầm chiêu nữa. Rồi, cái Butcher Town là cái này nè. Trend mode in Kube after 120. Rồi, cái này để lên cấp 120 mình trend mode coi nó ra nó biến đổi như thế nào nữa nha anh em. Còn cái này giờ chưa nha. Ok, kết thúc clip đây nha anh em. Clip sau mình sẽ làm cái nhiệm vụ tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Cảm ơn rất nhiều.